Y học dinh dưỡng là gì? Y học dinh dưỡng là một nhánh trong cây y học. Cây y học thì gồm có y học dân gian, y học cổ truyền, y học hiện đại, tức là Tây y, và y học dinh dưỡng, y học tâm linh, y học niềm tin, y học bí truyền. Y học dinh dưỡng thì dựa trên cơ chế tự phục hồi của cơ thể. Ông tổ ngành y Hippocrates có một câu nói rất là nổi tiếng, đó là hãy để thức ăn là thuốc của bạn và hãy để thuốc là thức ăn. Điều đó có nghĩa chính thức ăn mà chúng ta ăn uống hàng ngày có thể giúp chúng ta ngăn ngừa, thậm chí là đẩy lùi bệnh tật. Hoặc là như Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác có câu nói, vạn bệnh vào từ miệng, tức là những gì mà chúng ta ăn uống hàng ngày hoặc là sẽ giúp chúng ta khỏe mạnh, hoặc là chúng ta sẽ rước bệnh vào người. Và bác sĩ Ray Strand vốn là một trong những bác sĩ Tây y, nhưng ông cũng tìm hiểu về y học dinh dưỡng và cho ra đời cuốn sách Y học dinh dưỡng, những điều bác sĩ không nói với bạn. Hay như tiến sĩ bác sĩ Vương Đào, ông cũng có cuốn sách Dinh dưỡng học bị thất truyền, dinh dưỡng đẩy lùi bệnh tật. Trong những cuốn sách này, họ phân tích rất kỹ y học dinh dưỡng có giá trị như thế nào đối với cơ thể con người. Như vậy có thể thấy rằng dinh dưỡng được các bác sĩ danh y đánh giá rất là cao. Vậy cơ chế đẩy lùi bệnh tật của y học dinh dưỡng là gì? Tại sao khi chúng ta bị đứt tay, chỉ vài ngày sau thì vết đứt sẽ liền lại? Hoặc khi chúng ta bị gãy xương, chỉ cần bác sĩ họ xếp lại, cố định lại là sau một thời gian, chỗ xương gãy sẽ tự lành. Hoặc như khi ta bị cảm cúm, hay là gần đây nhất như là khi mắc Covid chẳng hạn. Chúng ta không cần phải dùng thuốc gì cả, có chăng chỉ là khi sốt cao thì dùng thuốc hạ sốt, hoặc là khi ho nhiều thì uống thuốc giảm ho. Nhưng những loại thuốc này chỉ hỗ trợ làm giảm triệu chứng của bệnh, chứ không hề có tác dụng chữa bệnh. Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần bồi bổ cho cơ thể khỏe mạnh là sau vài ngày cơ thể sẽ tự hết bệnh. Đó chính là sự thông minh tuyệt vời của cơ thể chúng ta, chính là cơ chế tự phục hồi. Và y học dinh dưỡng đẩy lùi bệnh tật dựa trên chính cơ chế này. Nếu cơ thể của chúng ta được ví như một bức tường thì được tạo nên bởi vôi, vữa, xi măng, vân vân. Và khi mà bức tường bị hỏng thì ta phải dùng chính những nguyên liệu để tạo ra bức tường đó, để chúng ta sửa lại, vá lại bức tường. Tương tự như vậy, cơ thể chúng ta cũng được tạo nên bởi các chất như chất đạm, chất béo, chất đường, vitamin, khoáng chất, nước và một số chất khác nữa. Và khi cơ thể chúng ta bị hỏng, tức là cơ thể bị tổn thương hoặc là bị một số bệnh lý nào đó, thì chúng ta phải cung cấp những nguyên liệu để cơ thể chúng ta tự phục hồi. Khi những nguyên liệu này được đưa vào cơ thể thì nó sẽ cùng nhau cấu thành nên vật chất trong cơ thể của mình, đó là tế bào, mô, cơ quan vân vân. Và những tổn thương thì có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào trong cơ thể, thì việc phục hồi cũng có thể xảy ra ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào, chỉ cần chúng ta cung cấp đầy đủ nguyên liệu là cơ thể chúng ta sẽ tự hoạt động một cách chính xác và thông minh. Và tại sao thuốc Tây không cải thiện được gốc rễ của bệnh mãn tính, tức là dùng thuốc nhưng không thực sự khỏi bệnh, mà y học dinh dưỡng thì lại làm được điều này? Bệnh mãn tính là biểu hiện của sự rối loạn chức năng của các tổ chức khác nhau tác động lên một bộ phận cơ thể. Cũng có thể nói, bệnh mãn tính là vấn đề của toàn bộ cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Thuốc thì lại chỉ có thể tác động lên một điểm, một vị trí nào đó, một bộ phận nào đó trong cơ thể của chúng ta. Hơn nữa, nếu mà chúng ta lạm dụng thuốc thì sẽ gây ra rất nhiều tác dụng phụ, ảnh hưởng đến gan này, thận này, hoặc là dạ dày này, vân vân. Ví dụ như là mẹ chồng mình chẳng hạn, một người bị bệnh xương khớp rất là lâu năm, sau một thời gian dùng thuốc giảm đau ấy, thì mẹ mình bị các bệnh về gan, dạ dày, tim mạch và rất là nhiều bệnh khác nữa. Hoặc là như mẹ đẻ mình chẳng hạn, bị bệnh đau đầu. Mỗi khi mà bị đau đầu ấy là gần như là không thể chịu nổi, bởi vì là cái cảm giác cơn đau nó xảy ra là kiểu nó xoáy vào tận óc luôn ấy. Và đừng có nói là làm việc gì, chỉ cần ngồi hay là nằm thôi cũng vô cùng là đau buốt. Trước kia thì mỗi khi bị đau, mẹ mình hay thường mua những cái loại thuốc giảm đau để uống. Tuy nhiên là nếu chỉ uống thuốc giảm đau như vậy ấy, thì nó chỉ làm giảm cái cảm giác đau, giống như là chúng ta đang đánh lừa cơ thể mình vậy, đánh lừa cái hệ thần kinh của mình. Nhưng mà thực tế thì là những tổn thương đó nó vẫn còn. Và bệnh đau đầu thì nó có thể có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như là thiếu máu lên não này, hoặc là rối loạn tiền đình, rối loạn chức năng tuần hoàn máu não, hay là bị viêm xoang, có những căng thẳng oxy hóa trong người thì nó cũng tạo nên cái vấn đề là đau đầu. Mỗi một căn bệnh phát ra thì nó là hệ quả
của sự rối loạn chức năng của cả một hệ thống. Và như vậy thì ta chỉ có thể dựa vào khả năng tự phục hồi của cơ thể mới có thể giải quyết được. Chỉ cần là chúng ta cung cấp đầy đủ nguyên liệu là bệnh sẽ được chữa khỏi. Ví dụ như bệnh đau đầu của mẹ mình chẳng hạn nhé, thì khi mà mẹ mình cung cấp đầy đủ dưỡng chất vào cơ thể thì các nguyên liệu này nó sẽ hoạt động theo cơ chế, đó là với protein chẳng hạn, tức là chất đạm đấy, thì là nó sẽ giúp sửa lại các tế bào bị tổn thương. Hay là astaxanthin là một chất chống oxy hóa, nó sẽ giúp ngăn ngừa tác động của các gốc tự do trong cơ thể, kháng viêm, tái tạo tế bào thần kinh bị tổn thương. Omega 3 thì giúp làm sạch máu này, giúp máu lưu thông lên não tốt hơn. Các chất dinh dưỡng thì sẽ giúp phục hồi chức năng của gan, thận, dạ dày, vân vân. Cùng với một mức chi phí như vậy, thế nhưng mà sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề. Và thực tế là chỉ sau khoảng hơn 2 tháng sử dụng dinh dưỡng thôi thì mẹ mình đã khỏi hoàn toàn các bệnh mãn tính như đau đầu, hay là gai đôi cột sống, co thắt cơ tim, chảy nước mắt sống, hay là nấm móng tay. Đó, rất là kỳ diệu đúng không ạ? Và với dòng sản phẩm Wellness của Oriflame được đánh giá là một dòng dinh dưỡng sạch, lành mạnh, toàn diện và cân bằng, rất dễ hấp thu. Những sản phẩm này đã được nghiên cứu qua rất nhiều năm nhờ những y bác sĩ, giáo sư hàng đầu thế giới. Và những sản phẩm Wellness của Oriflame đã được nhận những chứng nhận tiêu chuẩn châu Âu. Đây là tiêu chuẩn cao nhất trên thế giới hiện nay, vượt qua cả những tiêu chuẩn của Mỹ, của Nhật hay là nhiều nước khác. Ở Việt Nam thì sản phẩm Wellness nhận được giải thưởng vàng vì sức khỏe cộng đồng và được rất nhiều đơn vị tổ chức đề xuất sử dụng để tăng cường sức đề kháng trong thời gian mà dịch bệnh Covid diễn ra. Và trên thực tế thì có rất nhiều người họ sử dụng sản phẩm Wellness Oriflame và đã cải thiện, đẩy lùi được nhiều căn bệnh lâu năm mà họ đã từng phải rất vất vả vì đi viện, dùng thuốc, người nhà thì trông nom. Và rõ ràng việc ăn uống bình thường của chúng ta thì không thể đảm bảo được đủ dinh dưỡng. Hơn thế nữa thì thị trường thực phẩm hiện nay rất là nhiều thực phẩm bẩn, sử dụng nhiều chất kích thích tăng trưởng vân vân. Rồi hàng ngày thì ta tiếp xúc với rất là nhiều nguồn ô nhiễm, ví dụ như là ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, hay kể cả như là quần áo chúng ta đang mặc đấy chẳng hạn, thì cũng thường ngày vẫn được giặt bằng hóa chất mà da của chúng ta thì thường xuyên tiếp xúc đúng không ạ? Vì vậy mà chúng ta cần bảo vệ sức khỏe chủ động cho mình và người thân của mình bằng cách là bổ sung thêm dinh dưỡng để cải thiện sức khỏe từ gốc rễ. Và mình xin chúc cho mọi người sẽ luôn có một sức khỏe toàn diện, một cơ thể khỏe và đẹp từ bên trong ra đến bên ngoài mọi người nhé.